Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của nhạc cụ Minh Phụng. Rất vui khi được gặp lại các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đập hợp một cây đàn Astasia Harmony, một cây đàn điện nhưng chưa tới 11 triệu, có tất cả những tính năng của một cây piano cơ. Astasia, một thương hiệu uy tín với các dòng đàn rất được ưa chuộng và phổ biến trên thị trường như Astasia Performer, BE88, BA88. Dòng đàn mới Harmony là phiên bản nâng cấp của Astasia Performer, đem đến một sự vượt trội về âm thanh cũng như thiết kế. Về ngoại hình thì đàn nặng 14kg, dài 131cm, rộng 35cm và chiều cao là 13cm. Đàn có lớp vỏ màu đen mờ với kiểu dáng đẹp mắt, ý đường nét rõ ràng, rất phù hợp với mọi phong cách trang trí trong phòng. Về bàn phím thì số lượng phím là 88 phím, độ nhạy cảm ứng 5 cấp độ từ nhẹ đến nặng. Kết nối của đàn thì bao gồm công nghệ âm nhạc mới nhất và cổng kết nối USB to host MIDI, cho phép bạn kết nối đàn piano của mình với phần mềm ghi âm kỹ thuật số, ứng dụng học tập và các tùy chọn khác. Cổng USB và MIDI cho phép nó được kết nối với máy tính bảng, điện thoại thông minh, cung cấp các tùy chọn để thêm voice, ghi âm nhiều bản nhạc, ứng dụng nhãn dạc. Đàn có 16 tiếng và bao gồm các chức năng metronome, recording, reverb, chorus, split, duet, transpose. Đàn được bảo hành 12 tháng 1 đổi 1 trong vòng 1 tháng, trả góp lãi suất 0%, giao hàng và lắp đặt miễn phí, được tặng kèm ghế Astasia. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hãy nhấn like và subscribe để chúng mình có thêm nhiều động lực ra thêm nhiều video mới trong thời gian tới. Và hãy đến 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3 để được tư vấn miễn phí và trải nghiệm sản phẩm nhé. Link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.